Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi môn ngữ văn lớp 8 tóm tắt bài 9 trang 97 đến trang 102. Nói và nghe, thuyết trình bài giới thiệu về một vấn đề của tác phẩm văn học. Một nhỏ định hướng. Ở lớp 7 thì các em đã học cách trao đổi về một bài thơ, đoạn thơ và về một vấn đề đặt ra trong tác phẩm văn học. Thì bài học này sẽ giúp các em tiếp tục giúp cho các em rèn luyện cái kỹ năng thuyết trình bài giới thiệu về một vấn đề, nội dung hay là nghệ thuật của tác phẩm văn học. Hai nhỏ thực hành. Bài tập: giả sử trong buổi sinh hoạt ngoại khóa của lớp vào tuần tới thì nhóm em đăng ký trình bày về một vấn đề của văn bản Đổi tên cho xã, trích từ vở hài kịch Bệnh sĩ của Lưu Quang Vũ. Em sẽ trình bày bài giới thiệu của nhóm em như thế nào? A nhỏ chuẩn bị, thì các em đọc kỹ yêu cầu của bài tập, xác định những cái từ ngữ quan trọng để biết cái yêu cầu về thể loại, nội dung, phạm vi, bài trình bày và đối tượng người nghe. Xem lại nội dung đọc hiểu đoạn trích Đổi tên cho xã bài 4. Xác định vấn đề nhóm sẽ trình bày, ví dụ như là nhân vật. Trong một nhân vật trong đoạn trích, ví dụ như là ông Toàn Nha hay là ông Văn Sủ hay là ông Đợp. Thông điệp của đoạn trích: phê phán thói háo danh sĩ diện, bệnh ảo tưởng, ấu trĩ. Thủ pháp trào phúng gây cười như hành động, lời nói khoa trương, lố bịch của ông chủ tịch xã, vị thư ký, một số người dân. Chuẩn bị các phương tiện như là tranh ảnh, video và máy chiếu màn hình nếu có. B. Tìm ý và lập dàn ý. Ví dụ như chúng ta chọn vấn đề thủ pháp trào phúng gây cười trong đoạn trích Đổi tên cho xã, thì chúng ta tìm ý bằng cách đặt và trả lời các câu hỏi như: em sẽ trình bày về vấn đề gì trong đoạn trích Đổi tên cho xã? Vấn đề đó được thể hiện trong tác phẩm như thế nào? Vấn đề đó có ý nghĩa như thế nào đối với việc thể hiện giá trị tư tưởng của đoạn trích kịch? Lập dàn ý bằng cách chúng ta sẽ sắp xếp các ý đã tìm được theo bố cục 3 phần. Mở đầu thì các em sẽ giới thiệu vấn đề trình bày thủ pháp trào phúng trong đoạn trích kịch Đổi tên cho xã. Nội dung chính thì nêu lên một số biểu hiện của thủ pháp trào phúng có trong đoạn trích, ví dụ như là tình huống, nhân vật, bối cảnh. Lý giải về ý nghĩa tác dụng của thủ pháp trào phúng đối với việc thể hiện nội dung, tư tưởng của đoạn trích. Kết thúc thì chúng ta khẳng định sự thành công của tác giả trong việc sử dụng thủ pháp trào phúng để tô đậm chất bi hài của đoạn trích kịch, như cảm xúc suy nghĩ của em về giá trị của đoạn trích, bài học rút ra. C nhỏ, nói và nghe. Thì các em hãy tham khảo các yêu cầu đã nêu ở bài 6 phần nói và nghe mục C trang 31 và đối chiếu với dàn ý đề văn đã làm ở bài này. Dưới nhỏ kiểm tra và chỉnh sửa thì chúng ta sẽ tham khảo các yêu cầu đã nêu ở bài 6 phần nói và nghe mục D trang 32 và đối chiếu với dàn ý đề văn đã làm ở bài này. Tiếp theo phần tự đánh giá, đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới. Hoàng tử bé, một cuốn sách diệu kỳ. Trẻ em thích Hoàng tử bé vì dung lượng không quá dài, câu chữ đơn giản lại có nhiều hình vẽ minh họa đẹp. Người lớn thích Hoàng tử bé vì cuốn sách khiến họ nhận ra nhiều bài học vốn đơn giản nhưng hay bị lãng quên. Quả là một cuốn sách kỳ diệu, bởi nó mang đến những cái kết luận khác nhau cho từng đối tượng khác nhau dưới góc nhìn khác nhau, mà các đối tượng đó lại trải dài ở mọi lứa tuổi trong suốt gần một thế kỷ qua. Victor Hugo, đại văn hào Pháp đã từng nói: nếu một nhà văn chỉ viết cho thời đại của mình thì tôi sẽ phải bẻ bút và vứt nó đi. Với Hoàng tử bé, thiếu tá Sainte Exupéry đã trở thành một nhà văn viết cho mọi thời đại. Hãy nhìn lại thế giới bằng trái tim. Cáo lông đỏ tiết lộ với hoàng tử bé, bí mật của tớ đây rất chi là đơn giản, người ta chỉ nhìn rõ được bằng trái tim, con mắt thường luôn mù lòa trước điều cốt tử. Nhiều khi những quyết định mang tính trực giác lại đem kết quả tốt hơn là sự phân tích bằng lý trí. Điều này thể hiện rõ ở sự khác nhau trong các nhìn nhận vấn đề của trẻ em và người lớn. Suy nghĩ của trẻ em không nặng về lý trí nên trực giác là cái cốt lõi để trẻ em cảm nhận thế giới xung quanh. Khi đó trí tưởng tượng sẽ được thể hiện rõ rệt. Như mở đầu câu chuyện, chàng phi công kể về bức tranh 5-6 tuổi của chàng, đó là một bức họa con trăng nuốt chuẩn con voi.
Nhưng chẳng người lớn nào nhận ra dụng ý của họa sĩ tí hon, mà họ khẳng định rằng đó là cái mũ. Thế là chàng phi công lại vẽ con voi rõ ràng chi tiết trong bụng con trăn. Người lớn lại gọi đó là con trăn hở bụng. Người lớn sống với bộ óc đã tiếp thu nhiều kiến thức, quyết định của họ đều trải qua sự cân nhắc kỹ lưỡng. Cái nhìn của họ thiên về lý trí. Những người mà hoàng tử bé gặp trong cuộc hành trình đến với trái đất đều là những con người sống như ông, như công cụ. Nào là doanh nhân, nhà địa lý và thậm chí người thắp đèn đáng thương. Họ không thấy được ánh sáng của những vì sao, họ trở nên ưa áp đặt và thích phán xét người khác, đôi khi theo đuổi những cái thứ không đâu vào đâu. Người lớn ảo tưởng với mỹ từ trưởng thành nên tự cho mình biết rất nhiều, nhưng thực ra họ không biết rằng có những cái họ không biết, đó là lý do trẻ con hiểu những điều đơn giản mà người lớn không hiểu. Vậy nên con người cần nhìn lại thế giới một lần nữa, cần đặt mình ở các phương diện khác nhau, khi đánh giá một vấn đề cần dùng trái tim để cảm nhận. Hãy luôn luôn cố gắng trong mọi việc. Hoàng tử bé có nhắc đến sự sinh sôi nảy nở nhanh chóng của một loài cây mang tên bao táp báp. Nếu như không chú ý, cây bao báp sẽ bành trướng và đâm rễ, cho thủng luôn cả hành tinh B612 của cậu. Bởi vậy, nền nếp hàng ngày của hoàng tử bé là sau khi vệ sinh buổi sáng cho mình xong, cậu sẽ vệ sinh kỹ lưỡng cho cả hành tinh nữa. Biết việc nhổ cây bao báp và nạo vét các núi lửa đang hoạt động hay là đã tắt thành cái việc đương nhiên như việc vệ sinh cá nhân hàng ngày. Hoàng tử bé dạy cho con người bài học về nỗ lực trong công việc, theo chân lý mà cậu thường nói, ai mà học được chữ ngờ. Cây bao báp giống như phép ẩn dụ về những thói hư hoặc là khó khăn trong cuộc đời con người. Lúc đầu chúng cũng là cây non như cây hoa hồng thôi, nhưng nếu bỏ mặc để chúng lớn lên, chúng sẽ đâm thủng cả hành tinh. Nếu những cái thói hư tật xấu, những khó khăn, chướng ngại trong cuộc sống hàng ngày, con người không phát hiện ra và xóa sổ chúng đi, chúng sẽ nhanh chóng bành trướng và gây nên thiệt hại khôn lường, ai mà biết được chữ ngờ. Vậy nên hãy luôn luôn cố gắng trong mọi việc, hãy tạo những cái thói quen tốt, làm nền tảng để xây dựng cho mình một tương lai tươi sáng. Tiếp theo chúng ta chọn phương án trả lời đúng cho mỗi câu hỏi từ câu 1 đến câu 4. Câu 1, vấn đề nghị luận của văn bản là gì? A. Những lý do khiến trẻ em thích hoàng tử bé. B. Những bài học bổ ích từ cuốn sách hoàng tử bé. C. Những nhân vật đáng yêu trong truyện hoàng tử bé. D. Những nỗ lực của Saint-Exupéry khi viết hoàng tử bé. Như vậy vấn đề nghị luận của văn bản là những bài học bổ ích từ cuốn sách hoàng tử bé. Như vậy câu 1 chọn B. Câu 2, tên các mục được in đậm trong văn bản. Hãy nhìn lại thế giới bằng trái tim, hãy luôn luôn cố gắng trong mọi việc. Thể hiện yếu tố nào trong bài văn nghị luận? A. Luận đề. B. Luận điểm. C. Lý lẽ. Và D. Là bằng chứng. Như vậy, tên các mục được in đậm trong văn bản thể hiện cái yếu tố trong bài văn nghị luận đó là luận điểm. Như vậy, câu 2 chọn B. Câu 3, câu nào ở phần 3 có nêu bằng chứng gián tiếp từ tác phẩm? A. Cây bao báp giống như phép ẩn dụ về những thói hư hoặc là khó khăn trong cuộc đời con người. B. Hoàng tử bé có nhắc đến sự sinh sôi nảy nở nhanh chóng của một loài cây mang tên bao báp. C. Vậy nên hãy luôn luôn cố gắng trong mọi việc. Dây hãy tạo những thói quen tốt làm nền tảng để xây dựng cho mình một cái tương lai tươi sáng. Như vậy, câu ở phần 3 có nêu bằng chứng gián tiếp từ tác phẩm đó là cây bao báp giống như phép ẩn dụ về những thói hư hoặc là khó khăn trong cuộc đời con người. Như vậy, câu 3 chọn A. Câu 4, văn bản này không nhằm hướng tới mục đích nào? A. Khẳng định giá trị tư tưởng của cuốn sách hoàng tử bé. B. Giới thiệu cốt truyện hấp dẫn của cuốn sách hoàng tử bé. C. Thu hút
Sự quan tâm chú ý của người đọc đối với cuốn sách Hoàng tử bé về ghi nhận thành công của tác giả Saint-Exupéry qua cuốn sách Hoàng tử bé. Như vậy, văn bản không nhằm hướng tới mục đích đó là giới thiệu cốt truyện hấp dẫn của cuốn sách Hoàng tử bé. Như vậy, câu 4 chọn B. Câu 5 ghép mỗi ô ở cột A với một ô ở cột B để có thể để có được những cái xác nhận đúng. Ở cột A, một người lớn sống với bộ óc đã tiếp thu nhiều kiến thức, quyết định của họ đều trải qua sự cân nhắc kỹ lưỡng, cái nhìn thò thiên về lý trí. 2. Những người mà hoàng tử bé gặp trong cuộc hành trình đến trái đất đều là những con người sống như công cụ, nào là doanh nhân, nhà địa lý và thậm chí người thắp đèn đáng thương. 3. Họ không thấy được ánh sáng của những vì sao, họ trở nên ưa áp đặt và thích phán xét người khác. Đôi khi theo đuổi những thứ không đâu vào đâu, người lớn ảo tưởng với mỹ từ trưởng thành nên tự cho mình là biết rất nhiều, nhưng thật ra họ không biết rằng có những cái họ không biết. 4. Đó là lý do trẻ con hiểu được những điều giản đơn mà người lớn không hiểu. A. Bằng chứng, B. Lý lẽ, C. Kết luận được rút ra, D. Bằng chứng thực, bằng chứng được phân tích. Như vậy ở câu 1, câu 1 cột A thì đây là lý lẽ. Còn ở câu 2 ở đây, nội dung đó nêu lên cái bằng chứng. Và câu 3 ở đây là bằng chứng được phân tích. Và câu 4 đó là kết luận được rút ra. Như vậy, một, các em sẽ nói với B. Một sẽ nói với B, hai nói với A, ba nói với D, bốn nói với C. Tiếp theo câu 6, tìm một câu trong văn bản có sử dụng thành phần phụ chú. Tác dụng của thành phần phụ chú đó là gì? Thì câu trong văn bản có sử dụng thành phần phụ chú là từ Victor Hugo, đại văn hào Pháp đã từng nói cho đến nó đi. Tác dụng nó giải thích Victor Hugo là một đại văn hào người Pháp, người có đóng góp lớn cho nền văn học Pháp. Câu 7, hình thức trình bày của văn bản Hoàng tử bé, một cuốn sách diệu kỳ, có những gì đáng chú ý, nêu tác dụng của hình thức trình bày ấy. Thì hình thức trình bày của văn bản Hoàng tử bé có những cái điều đáng chú ý là bắt đầu mỗi phần là tên một được in đậm. Việc này giúp cho người đọc dễ theo dõi, nắm bắt được nội dung chính của từng phần. Câu 8, vì sao tác giả cho rằng cần đặt mình ở các phương diện khác nhau khi đánh giá một vấn đề và cần dùng trái tim để cảm nhận, hãy đưa ra bằng chứng cho câu trả lời của em. Thì tác giả cho rằng cần đặt mình ở các phương diện khác nhau khi đánh giá một vấn đề và cần dùng trái tim để cảm nhận, vì mọi vấn đề tùy theo cách nhìn nhận của mỗi người sẽ có cái sự khác biệt. Chính vì thế ta cần có cái nhìn đa diện nhiều chiều, biết đặt mình vào vị trí của người khác để suy ngẫm. Có như vậy thì ta mới có thể nhìn nhận đúng đầy đủ mọi vấn đề. Ví dụ như số 6, ta nhìn xuôi nó thì sẽ là số 6, nhưng nếu nhìn theo chiều ngược lại thì nó sẽ là số 9. Không ai đúng cũng chẳng ai sai, là do góc nhìn của mỗi người mà con số ấy là số 6 hay là số 9 mà thôi. Tiếp theo câu 9, nêu và lý giải về một cái điểm tương đồng trong cách trình bày của phần 2 và phần 3. Thì điểm tương đồng về cách trình bày ở đây là mỗi phần đều có tên đầu một in nghiêng in đậm. Trong phần phân tích có sử dụng các chi tiết từ tác phẩm Hoàng tử bé để làm sáng tỏ vấn đề. Cuối mỗi phần đều có đoạn kết luận về một bài học. Cái việc trình bày như vậy sẽ tạo ra sự đồng bộ về kết cấu trong bài phân tích, giúp cho người đọc dễ nhìn,
dễ theo dõi và nắm bắt nhanh chóng nội dung. Bên cạnh đó thì cái việc sử dụng các chi tiết từ tác phẩm Hoàng tử bé để làm sáng tỏ vấn đề, giúp liên kết các phần với nội dung chính của tác phẩm. Tiếp theo câu 10, trong hai bài học được tác giả rút ra từ chuyện Hoàng tử bé, em thấy bài học nào hữu ích với bản thân thì sao? Còn ví dụ như theo em, cả hai bài học đều rút ra từ Hoàng tử bé đều rất hữu ích. Thì bài học đầu tiên cho em biết là ta không nên nhìn nhận cuộc sống phiến diện một chiều, phải luôn đặt mình vào vị trí của người khác, nhìn mọi việc đa diện, nhiều chiều. Có như vậy thì ta mới cảm nhận được, nhìn nhận được hết tất cả mọi mặt của vấn đề và không mắc sai lầm khi đưa ra quan điểm cá nhân. Bài học thứ hai cho em biết rằng ta phải luôn cố gắng, nỗ lực không ngừng trong cuộc sống thì ước mơ, hoài bão của ta mới có thể thành hiện thực. Nếu không đủ nỗ lực thì điều tuyệt vời sẽ không bao giờ đến.